Thưa quý vị, gió ở đèo Ô Quy Hồ hoạt động trở lại, gia tăng nguy cơ cháy rừng ở rừng quốc gia Hoàng Liên. Đây là gió phơn khô nóng thổi từ đèo Ô Quy Hồ xuống thị trấn Sapa. Minh chứng là nhiệt độ tại Sapa tăng nhanh, nhất là vào 2 ngày tới, nhiệt độ ở đây lên đến 25 độ, độ ẩm giảm thấp dưới 47%. Gió khô cũng vắt kiệt hơi ẩm, khiến cho lớp thực bì trong các cánh rừng ở vườn quốc gia Hoàng Liên khô hơn, dễ bắt lửa, tiềm ẩn nguy cơ cháy cao, có thể lên cấp nguy hiểm. Nếu xảy ra cháy sẽ dễ lan rộng và khó khống chế. Vì vậy, bà con cần cẩn trọng, tuyệt đối không sử dụng lửa ở trong rừng hay là gần rừng trong thời gian này.